Minasan, ohayou gozaimasu. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật online cùng trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. Trong phần học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau hỏi về cách nói tại sao và trả lời về vì. Tại sao, trả lời về vì. Mẫu câu sẽ như sau: Doshite mang ý nghĩa tại sao. Và đằng sau đó là những cái câu khẳng định chúng ta cho câu hỏi là dấu hỏi ka ở đằng sau thôi. Trả lời sẽ đi về kara. Và như vậy, kara trong trường hợp này mang ý nghĩa vì, it is ka. Dùng để hỏi lý do hoặc nguyên nhân của một việc nào đó. Ví dụ như sau: Doshite asa shinbun o yomimasen ka? Yomimasen, không đọc. Shinbun, báo, asa, buổi sáng. Và cô gái hỏi bạn nam: tại sao bạn không đọc báo vào buổi sáng? Ở bên Nhật thì thường xuyên người Nhật cái việc đọc báo là chuyện atarimae no koto, chuyện đương nhiên, it is ka. Bây giờ chuyển sang công nghệ 4.0 rồi thì người ta sẽ xem trên điện thoại nhiều hơn. Jikan ga arimasen kara, vì tôi không có thời gian. Kara vì, arimasen không có, jikan thời gian, vì tôi không có thời gian, it is ka. Nguyên tắc dịch luôn luôn dịch từ cuối dịch lên. Chúng ta cùng nói câu này nhé. Doshite asa shinbun o yomimasen ka? Jikan ga arimasen kara. Ví dụ kế tiếp. Tại sao cậu không mua ô tô? Doshite kuruma o kaimasen ka? Doshite kuruma o kaimasen ka? お金がありませんから. Đúng không ạ? お金がありませんから. Vì tôi tiền có không, đúng không ạ? Không có tiền. Hoặc ví dụ, đây là câu mà chúng tôi luôn hỏi các bạn, đúng không? Doshite nihongo benkyou shimasu ka? Tại sao bạn học tiếng Nhật? Doshite nihongo benkyou shimasu ka? Và các bạn hãy trả lời câu này trong đoạn video này. Và đây là câu hỏi vô cùng quan trọng. Các bạn khi mình xét chữ phỏng vấn, các bạn nói rất nhiều, đúng không ạ? Và bây giờ các bạn là lúc các bạn trả lời lại thực lòng mình đi. Hãy thực lòng mình đi xem là vì sao các bạn lại học tiếng Nhật. Trong trường hợp này, bạn B trả lời: Nihon no bunka ga suki desu kara. Vì tôi thích cái gì? Nihon no bunka, văn hóa của Nhật. Vì tôi thích văn hóa của Nhật. Tôi thích văn hóa thì tôi học thôi. Trên thực tế thì chúng ta học phải có mục đích, đúng không ạ? Nihon go benkyou shimasu. Vậy thì các bạn hãy trả lời câu này thật hay và nhá. Doshite nihon go benkyou shimasu ka? Tình huống bạn này thì bạn ấy chỉ là Nihon no bunka ga suki desu kara. Vì tôi thích cái văn hóa của Nhật. Còn lý do tại sao thì các bạn hãy trả lời vào đó và đưa về cộng với kara ở cuối câu, it desu ka? Chúng ta có ví dụ kế tiếp: Ashita wa yasumimasu. Mai ấy thì tôi nghĩ. Doshite desu ka? Tại sao? Ishogashi desu kara. Vì tôi bận. Ishogashi desu kara. Hoặc chúng ta có tình huống khác: Kyou wa hayaku kaerimasu. Làm việc và nói chuyện với đồng nghiệp, đúng không ạ? Doshite desu ka? Tại sao vậy? Kodomo no tanjoubi desu kara. Vì là làm sao? Tanjoubi, sinh nhật. Kodomo của con, đúng không ạ? Vì là gì? Là sinh nhật của con này, đúng không ạ? Và trong phần này các bạn lưu ý, doshite, chúng ta có những cái từ mà mang ý nghĩa giống nhau và có thể dùng như vậy. Doshite, tại sao? Nande cũng có ý nghĩa tại sao. Naze cũng có ý nghĩa tại sao. Nande, các bạn sẽ thấy rằng nande sử dụng trong rất là nhiều tình huống, đúng không ạ? Nande kimasu ka? Cách thức phương tiện làm một cái việc gì đó. Còn naze thì bằng với nghĩa doshite rồi. Các bạn hãy nhìn nha. Đối với doshite, dùng để hỏi về lý do nguyên nhân. Dùng trong giao tiếp thông thường. Và chúng ta sẽ thấy là có trường hợp sẽ mang sắc thái trách móc và phê bình. Tại sao mà ý trách móc phê bình. Nhưng mà cái này cũng có thể sử dụng với cấp trên. Vậy thì các bạn muốn hỏi lý do hoặc nguyên nhân gì đó, hỏi với cấp trên của mình, thì các bạn có thể sử dụng doshite. Ví dụ như này: Kino doshite konakatta no? Tại sao hôm qua bạn không đến? Tức là trong giao tiếp thông thường, konakatta chính là kimasen deshita ka. Đây là động từ trợ thể thông thường
của động từ kimas ideska. Và hôm nay kino doshite kunakatta no, tại sao hôm qua không bạn không đến? Đối với nan de sẽ sử dụng phổ biến trong văn nói có tính chất xuồng xã nhiều hơn, và các bạn lưu ý phần này không dùng với cấp trên hay người lớn tuổi. Ví dụ bình thường chúng ta bạn A với bạn B nói như thế này và là doshite desu ka, tại sao vậy? Thì có thể hỏi doshite desu ka với cấp trên của mình, nhưng nan de thì cấp trên sẽ nói với cấp dưới nhiều hơn và cấp dưới thì lại không được nói với cấp trên. Nếu các bạn là cấp dưới thì các bạn sẽ không sử dụng cái này. Và một chút lưu ý khi các bạn sử dụng nan de trong ngữ cảnh thực tế, các bạn sẽ phải phân biệt với nan de khi chúng ta sử dụng về cách thức hoặc phương tiện đi lại. Ví dụ nan de Nihon e kimashita ka, bạn đến Nhật bằng phương tiện gì, thì nó không phải ý nghĩa tại sao nữa. Và đây kino nan de kunakatta no, và trong phần này nó chính bằng là kino doshite kunakatta no idesu ka nan de. Các bạn lưu ý cách sử dụng của nan de idesu ka. Thế còn naze, naze thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ sử dụng nhiều trong văn viết hoặc là văn phong lịch sự trang trọng, dùng trong câu hỏi khó trả lời. Các cái hiện tượng tự nhiên chúng ta có thể giải thích được không ạ? À, như vậy là trong những cái tình huống mà khó trả lời, ví dụ như hiện tượng tự nhiên như vậy thì hay rồi. Naze, tại sao lại cái này, tại sao lại cái kia? Suốt ngày hỏi naze, 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 idesu ka? Đây, câu này là câu mà tôi sẽ trả lời cho các bạn, chính là tại sao lại dùng như vậy. Naze sora wa aoi desu ka? Tại sao bầu trời lại aoi, xanh? Tại sao bầu trời xanh các bạn? Wakarimasen desu ne, wakarimasen ne, ii desu ka? Như vậy là chúng ta đã cùng nhau học với cách nói doshite và câu hỏi trả lời về với kara. Ngoài ra doshite chúng ta còn có các cách sử dụng khác, nan de hoặc là naze, và các bạn hãy phân biệt các cái cách dùng này và sử dụng nhuần nhuyễn các cái từ mà chúng tôi cho bổ sung thêm như thế này để khiến cho cái việc giao tiếp hàng ngày của các bạn nó sẽ mở rộng hơn mỗi ngày. Idesu ka? Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Minasan, chào, mata ne.